Chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cách đi tàu điện ở Nhật. Cho dù bạn không biết nhiều tiếng Nhật, không có sim data thì vẫn đi đến đúng nhà ga cần đến. Ứng dụng mình dùng để tra tàu là Google Maps, ứng dụng này dùng tiếng Việt nên rất là tiện lợi. Các điểm quan trọng cần chú ý là tên nhà ga, tên tuyến tàu, màu sắc và các bảng chỉ dẫn. Các bạn cũng cần có thẻ đi tàu, mua vé không phù hợp cho các chuyến đi đổi tàu nhiều lần, phức tạp và không tiện lợi lắm. Đầu tiên bạn mở kết nối mạng, cấp quyền truy cập vị trí trên điện thoại. Sau đó mở Google Maps lên, chọn điểm đến và bấm vào nút đường đi. Bên dưới sẽ có nhiều lựa chọn như chọn loại phương tiện, giờ khởi hành hoặc đến nơi trước thời điểm nào đó. Bên dưới có các tùy chọn các cách đi và loại tàu khác nhau, thường thì mình chọn tuyến tàu mà ứng dụng đề xuất. Theo như chỉ đường thì mình sẽ lên xe buýt số 53 vào lúc 8 giờ 46 phút sáng nay, đi đến nhà ga và vào cổng Milot. Tuyến tàu mình sẽ đi là tuyến Odakyu, đi đến điểm cuối là Shinjuku, bảng chỉ dẫn và tàu màu xanh dương, mã số nhà ga là OH34. Chuyến đi này mình không cần phải đổi tàu, đi một mạch đến Shinjuku luôn, sau đó ra ở cổng phía nam. Mình hay xem các trạm dừng trên đường đi và chụp ảnh lưu lại, để lỡ có ngủ quên trên tàu hay vấn đề gì đó phát sinh thì có thể đi ngược lại. Từ nhà mình ra trạm xe buýt khoảng mấy chục giây đi bộ. Hôm nay là ngày chủ nhật, bây giờ là 8 giờ 40 phút, chuyến xe buýt tiếp theo sẽ là 8 giờ 46 phút, nếu trễ chuyến này thì chuyến kế nữa là 9 giờ 1 phút. Xe đến rồi, lên xe đi thôi. Thẻ đi tàu có thể dùng để đi xe buýt, mua nước uống, hay là trả tiền đồ ăn mua tại các nơi có thanh toán bằng thẻ IC. Xuống xe nhớ quẹt thẻ thêm lần nữa. Vừa vào đến nhà ga thì được tặng một bịch khăn giấy nhỏ nhỏ xinh xinh. Mình sẽ đi kiểm tra tiền và nạp tiền vào thẻ đi tàu. Cái tủ ở phía trước dùng để gửi đồ, giá vài trăm yên cho một ngày, mình chưa gửi lần nào hết. Cách nạp tiền cũng khá dễ, mình đã ném cái thẻ vào khay bên dưới và nhét tiền vô máy như thế này, bấm số tiền cần nạp là xong. Vào cổng soát vé thì đập thẻ một cái, sau đó thì các bạn quan sát, tìm các bảng chỉ dẫn tuyến tàu cần đi, sân ga số mấy để đến đúng nơi và kịp giờ tàu chạy. Thank you.
Bên phải là tàu thông thường, dừng ở tất cả các trạm dừng. Bên trái là tàu tốc hành, chỉ dừng lại ở các nhà ga lớn. Mình sẽ đi tàu tốc hành cho nhanh. Các bạn có để ý thấy là trên thân tàu sơn màu xanh dương không? Trên bản đồ và các bản chỉ dẫn đều là màu xanh dương. Các bạn không cần quá lăn tăn về việc không có SIM thì điện thoại không chỉ đường được. Chỉ cần có kết nối mạng lúc đầu để Google Maps tải dữ liệu đường đi về máy, còn sau đó thì dùng GPS để định vị, không cần mạng Internet cũng được. Khi xuống tàu thì ra cổng phía nam, đập thẻ một lần nữa ở cổng soát vé. Các bạn có để ý thấy các lối ra luôn có biển báo màu vàng không? Nếu chưa nhìn thấy thì hãy xem tiếp video này. Tiếp theo đây là hành trình đi từ Osaka đến Kanagawa. Trong chuyến đi này mình đã phải chuyển tàu nhiều lần, đi từ xe buýt đến tàu Shinkansen. Các bạn hãy theo dõi bản đồ chỉ đường và các biển báo, màu sắc biển báo và màu tàu điện nhé. Tên nhà ga mà tàu đang dừng luôn được đặt ở nhiều nơi, dễ nhìn thấy. Đối với các tàu hiện đại, màn hình hiển thị thông tin ở cửa ra vào được làm to, dễ nhìn hơn. Ví dụ như loại này, các con số trong màn hình có nghĩa là còn bao nhiêu phút nữa là đến trạm đó. Loại màn hình này không hiển thị phút mà hiển thị mã số và tên nhà ga. Cuối cùng, nếu xem hết video này mà bạn vẫn sợ rằng bạn sẽ đi lạc thì hãy xem lại vài lần nữa. Sau đó, lấy giấy viết ra ghi lại địa chỉ nhà, địa chỉ cần đến. Rồi nhấc mông lên mà đi, lạc vài lần bạn sẽ biết cách đi tàu thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, nếu thấy hay thì like và bấm nút đăng ký, nhấn chuông. Chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, vượt qua đại dịch corona và không lạc tàu nữa. Ra ngoài nhớ mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé.